Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ thử trồng hoa lan ở trong nước tôi đây. Cái này hoa lan này mình mua cũng đâu cả 3 tuần rồi các bạn, nó sắp sửa héo rồi. Bây giờ mình thử trồng trong nước tôi xem. Trước hết á, mình phải lấy cái cây ra.
Dùng nước lọc đó các bạn, nước lọc đây, nước lọc đây, giờ dùng nước lọc đây, giờ làm xịt nó vô một ít thuốc. Thuốc kia đó, bây giờ mình mới bỏ này lên, bỏ vô đây. Mình sẽ thay nước, mình sẽ cách thay nước cho các bạn thấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.